Kính thưa quý vị, thời gian qua thì chương trình có nhận được đơn thư thắc mắc của bạn xem đài hỏi về một số quy định liên quan về nội quy lao động cũng như là thỏa ước lao động tập thể được quy định trong Bộ luật Lao động năm 2019, những điều mà doanh nghiệp quan tâm lưu ý. Vì vậy, tham gia trong chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Quyên, hiện là Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An, sẽ giải đáp cho quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này. Thưa bà, thì sắp tới đây vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực, thì trong đó có sự đổi bổ sung về quy định về nội quy lao động, thì không biết là cái quy định mới này như thế nào và so với Bộ luật Lao động năm 2012 thì có sự khác biệt như thế nào? Nội quy lao động là một cái căn cứ pháp lý hết sức rất là quan trọng trong cái quá trình mà thực hiện cái mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động. Thì có 3 cái điểm mới được quy định trong cái nội dung của nội quy lao động. Cái điểm mới thứ nhất đó là cái thẩm quyền để xử lý kỷ luật đối với người lao động. Về cái thứ hai đó là vấn đề về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, trình tự thủ tục xử lý quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Cái thứ ba đó là trường hợp tạm thời chuyển người lao động qua làm công việc khác trái với cái hợp đồng đã ký kết, đã thỏa thuận. Thì cái vấn đề về tạm thời chuyển người lao động qua làm công việc khác so với hợp đồng lao động đã ký kết, nó nhằm để phù hợp với cái điều số 29 của Bộ luật Lao động năm 2019 cũng đã quy định là vấn đề chuyển tạm thời chuyển người lao động qua làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì phải được quy định cụ thể rõ ràng ở trong nội quy lao động. Cái điều này làm để làm gì? Để giúp cho là người lao động nắm biết được là cái việc mà tạm thời chuyển làm công việc khác đó nó có đúng theo quy định của pháp luật, đúng theo trình tự hay không, là tạm thời chuyển trong thời gian là bao nhiêu ngày và thời gian báo trước là như thế nào và lý do chuyển là làm sao. Dạ vâng, thưa bà, qua phần trình bày vừa rồi về những cái điểm mới về nội quy lao động thì không biết những cái lưu ý gì đối với doanh nghiệp khi mà xây dựng hoặc là ban hành nội quy lao động? Xây dựng và ban hành nội quy lao động theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 thì nó cũng khá là rõ rồi. Thì trước tiên thì nó không được trái theo quy định của pháp luật. Cái thứ hai đó là phải khi mà xây dựng nội quy lao động phải có sự tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động. Và có một số lưu ý đối với doanh nghiệp khi mà xây dựng nội quy lao động. Thứ nhất như là vấn đề về các cái hình thức kỷ luật. Thì theo điều 124 của Bộ luật Lao động năm 2019 thì có tất cả là 4 hình thức kỷ luật, đó là khiển trách, thứ hai đó là kéo dài thời hạn lương không quá 6 tháng, cái thứ ba là cách chức và thứ tư đó là sa thải. Thì tương ứng với mỗi một cái hình thức kỷ luật này thì doanh nghiệp cần phải có một cái quy định một cách là cụ thể những cái hành vi tương ứng như thế nào thì mới ở cái mức hình thức kỷ luật là như vậy. Còn riêng đối với hình thức kỷ luật là sa thải theo điều 125 của Bộ luật Lao động năm 2019 thì cũng phải cần cái lưu ý, đó là một số những cái vấn đề sau. Thứ nhất đó là các cái danh mục tài liệu được cho là bí mật công nghệ là như thế nào, hoặc là bí mật công nghệ hay là kinh doanh sở hữu trí tuệ là như thế nào để khi mà xử lý kỷ luật nó đảm bảo là đúng quy định. Cái thứ hai đó là cái mức thiệt hại mà hành vi vi phạm của người lao động vi phạm là cái mức là nghiêm trọng hoặc là đặc biệt nghiêm trọng về tài sản thì phải là bao nhiêu. Và đặc biệt nữa là cái nội quy lao động này, ngoài cái việc là tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn thì sau khi mà được thông qua nội quy lao động thì phải niêm yết và thông báo rộng rãi đến cho người lao động biết để mà thực hiện. Thứ ba là một trong những điểm mới nổi bật trong Bộ luật Lao động năm 2019 là thỏa ước lao động tập thể. Vậy thì không biết cái quy định này được sửa đổi mới như thế nào ạ? Về vấn đề thỏa ước lao động tập thể thì Bộ luật Lao động năm 2019 cũng đã quy định điểm mới, đó là đối với thỏa ước lao động tập thể ngành. Đây cũng là một vấn đề thực tế, từ vì cũng có rất là nhiều doanh nghiệp ở cùng một lĩnh vực, ở cùng một địa bàn, thì cái sự tương đồng nó cũng có. Cho nên là Bộ luật Lao động năm 2019 cũng đã có cái hướng mở này. Thì cái điểm mới này đó là khuyến khích áp dụng các cái thỏa thuận có lợi đối với người lao động.
Cụ thể là khi một thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể của nhiều doanh nghiệp có phạm vi áp dụng là trên 75% người lao động hoặc là trên 75 doanh nghiệp cùng ngành nghề lĩnh vực trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu chế xuất, thì người sử dụng lao động hoặc tổ chức đại diện của người lao động có quyền là yêu cầu đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định mở rộng phạm vi áp dụng một phần hoặc toàn bộ thỏa ước lao động tập thể đối với doanh nghiệp có cùng ngành nghề lĩnh vực trong khu công nghiệp, trong khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần chia sẻ của bà Phạm Thị Nguyên, hiện là Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An, đã giải đáp cho quý vị cũng như là quý doanh nghiệp phần nào về những cái thắc mắc về nội quy lao động cũng như là thỏa ước lao động tập thể được quy định trong Bộ luật Lao động năm 2019. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bà Nguyên đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2015 năm 2020.